thì những người lính tên lửa của Trung đoàn Tên lửa 238 sẽ đến với chúng ta qua phần chơi rất dễ thương mang tên gọi Tình yêu chiến sĩ. Cặp đôi đầu tiên hãy cùng chúng tôi chào đón chiến sĩ Đào Văn Hiếu và bạn gái Tô Thị Thu Trang. Và đứng bên cạnh tôi là cặp đôi của thiếu úy Nguyễn Doãn Anh và bạn gái Phương Liên. Cùng làm quen cụ thể hơn với hai cặp đôi trước khi họ mang tới những món quà nghệ thuật cho quý vị khán giả và các chiến sĩ. Tôi tên là Đào Văn Hiếu, chiến sĩ đại đội 1, tiểu đoàn 85, trung đoàn 38. Sở thích của tôi là xem phim, nghe nhạc và rất thích đi du lịch, và đây là người bạn gái của tôi. Tên tôi là Tô Thị Thu Trang, hiện đang là sinh viên của trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Hải Phòng. Tôi rất thích màu xanh và cùng sở thích với anh Hiếu là xem phim và đi du lịch. Các bạn đã quen nhau bao lâu và trong hoàn cảnh như thế nào? Tôi và Trang quen nhau được 6 tháng rồi ạ. Trung đoàn tổ chức đợt văn nghệ thì tôi với Trang múa cùng nhau và thế hợp nhau và nhắn tin qua lại nhau. Trong 6 tháng đó thì cái kỷ niệm nào là đáng nhớ nhất trong tình bạn của hai bạn? Trong lúc múa với nhau á, tôi làm bạn ấy ngã nhiều quá. Những lần như thế thì Trang phản ứng như thế nào? Thực ra có hơi đau nhưng mà cũng vui. Đau thì mới nhớ chứ đúng không? Tôi và anh Hiếu mang đến cho các chiến sĩ một tiết mục múa mang tên Tình yêu hoa phượng. Tháng năm sớm trời hoa phượng đỏ, ơi Hải Phòng thành phố quê hương, ta yêu thành phố quê ta như yêu chính người thương yêu nhất. Những hẹn hò bên bờ sông lấp, những con đường tấp nập áo thờ ngày đêm, những bên binh xi măng cô sao cô đơn là viên. Những cái tên nghe chẳng thơ đâu nhưng với ta vô cùng oanh liệt, ôi thân thiết tự hào quê hương. Cặp đôi của thiếu úy Doãn Anh và bạn gái Phương Liên, xin mời các bạn. Tôi tên là Nguyễn Doãn Anh, hiện tôi đang công tác tại tiểu đoàn 81, trung đoàn 238. Sở thích của tôi là tôi thích ca hát và đam mê nhất của tôi là tôi thích môn bóng đá. Và đây là người bạn của tôi. Em tên là Phương Liên, em đang học tại trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, khoa thanh nhạc. Và sở thích của em là ca hát và nuôi thú cưng, cụ thể là em rất thích cái chó mèo ạ. Và đây sẽ là một ca khúc mà lần đầu tiên bọn em được song ca với nhau. Ca khúc mang tên Bến Cảng Quê Hương Tôi của nhạc sĩ Hồ Bắc ạ. Khi xuống sang trên bến cảng, đàn hải âu tung cánh bay rơm trời. Cảm mùa ta vui đón bao chuyến hàng, những chuyến hàng về bạn từ xa xôi. Những chuyến hàng Việt Nam gửi đi muôn nơi. Tuổi thanh xuân thiết tha với bên cảng, ta chiến đấu nơi đây bao ngày đêm. Nghe sóng vô mênh mang khi chiều lên, ta bám biển, ta bám tàu, cho những con tàu máu rơi sang bên mới, cho những chiến hàng đi dù xây đất nước. Ơi cô gái lái xe trên cảng, bay trên sóng biển quê hương. Anh cùng nhân bốc xếp đã mang bao tấn thép như dũng sĩ biển đông chân thân vây đầu. Cảm ơn nhiều ơi, vì quê hương ta ơi, tổ quốc đã cho tôi cuộc đời hôm nay và xuân sống tình yêu vì một ngày mai. Có những người công nhân bất quân anh hùng, quyền nơi ta hát, hát lên vì ngày mai. Quyền nơi ta hát, hát lên vì ngày mai.
tiết mục, hai phần biểu diễn với hai màu sắc khác nhau, nhưng tôi nghĩ rằng qua đó thì đều cho thấy sự ăn ý, sự hòa hợp và rất là đáng yêu của hai cặp đôi. Bây giờ là lúc các bạn phải làm nhiệm vụ của mình, đó là chọn giúp cho chương trình một cặp mà các bạn cảm thấy yêu mến hơn để họ có thể nhận được những món quà đến từ chương trình ạ. Đầu tiên là những cánh tay và những tiếng hô vang dành cho cặp đôi của chiến sĩ Đào Văn Hiếu. Và tiếp theo sẽ là những cổ động viên ủng hộ cho tiết mục của thiếu úy Doãn Anh. Xin được chúc mừng cho cặp đôi của chiến sĩ Đào Văn Hiếu. Bây giờ sẽ là những món quà dành cho các cặp đôi của chúng ta. Những chiếc đồng hồ có logo kỷ niệm của chương trình Chúng Tôi Là Chiến Sĩ dành cho cặp đôi chiến thắng của chúng ta. Chúc mừng hai bạn. Xin được chúc mừng. Chúng tôi cũng có những món quà dễ thương của chương trình dành tặng cho cặp đôi của thiếu úy Doãn Anh và bạn gái Phương Liên. Xin được cảm ơn các bạn.